Chào tất cả mọi người nha. Trước mắt mọi người đây là cái thùng rau muống mà mình trồng được 8 ngày rồi. Đây là cái sự kết hợp của cái vỏ chai nước ngọt 1,5 lít và cái thùng xốp này. Trồng theo cái phương pháp này thì mọi người hoàn toàn là không phải tưới nước cho cây nha mọi người nhé. Ở khoảng 5 đến 7 ngày thì mọi người bơm thêm nước vào thùng thôi. Mọi người có thể pha thêm những cái dung dịch ủ, phân ủ đấy, và trùn quế để mọi người hòa ra và mọi người cho vào trong thùng. Như thế thì cây nó sẽ đủ dinh dưỡng trong suốt cái quá trình nó phát triển đó mọi người nhé. Và đây bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết cách làm nha mọi người nhé. Mọi người theo dõi ở đoạn sau video nhé. Thank you.
Thank you.